Xin chào các bạn, thì hôm nay cô sẽ sửa đề thi số 20 của trường Trung học Thực hành Sài Gòn năm học 2019-2020. Về vai đề và đáp án thì các bạn có thể tìm trên trang StarEducation.net. Bây giờ trong video clip này cô sẽ sửa 4 câu đầu tiên, còn ở video clip tiếp theo cô sẽ sửa câu hình còn lại. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sửa câu 1. Bài 1 yêu cầu mình xét tính liên tục của hàm số y bằng fx và x không bằng 2. Biết là khi mà x lớn hơn 2 thì fx sẽ có dạng bên trên, và khi x bé hơn bằng 2 thì x sẽ có dạng bên fx sẽ có dạng bên dưới. Thì để mình xét được cái tính liên tục của hàm số tại x không bằng 2 là nó có liên tục không, thì mình phải biết là nếu mình tính chứng minh được rằng liêm fx khi x tiến tới 2 cộng nó bằng liêm fx khi x tiến tới 2 trừ bằng f2, thì cái đó hàm số của mình nó sẽ liên tục tại x không bằng 2. Còn nếu như ba cái này nó không bằng nhau thì khi đó là hàm số của mình sẽ không liên tục tại không bằng 2. Như vậy đầu tiên cô sẽ đi tính F2. F2 đây, khi x bé bằng 2 thì fx của mình sẽ có giá có biểu thức là x bình trừ 3, thì F2 sẽ là 2 bình trừ 3 là 1. Rồi bây giờ cô sẽ đi tính liêm của fx khi x tiến tới 2 cộng, nghĩa là x lớn hơn 2. X lớn hơn 2 thì fx nằm ở bên trên bằng liêm của 1 trừ căn 2x trừ 3 chia cho 2 trừ x, x tiến tới 2 cộng. Thì mình có thể thấy là khi mình thế 2 vào cả tử và mẫu thì nó sẽ ra cái dạng là không chia không, mà không chia không thì là dạng vô định, cho nên là mình bắt buộc phải khử cả tử và mẫu cho thằng x trừ 2. Rồi, thì bây giờ ở trên mẫu, trên tử là cô sẽ để là A trừ B, với A của mình là 1, B của mình là căn 2x trừ 3. Thì đó cô sẽ nhân lượng liên hợp cho A trừ B thì nhân cho A cộng B để tạo ra hàm đẳng thức A bình trừ B bình. Liêm khi x tiến tới 2 cộng. Đây, khi mình nhân cho A cộng B thì hàm đẳng thức là A bình trừ B bình, nghĩa là 1 trừ cho 2x trừ căn 2x trừ 3 tất cả bình, nghĩa là trừ cho 2x trừ 3. 1 trừ cho 2x trừ 3. Bên dưới đây giữ nguyên 2 trừ x nhân cho 1 cộng căn 2x trừ 3. Rồi, thì nó sẽ bằng liêm khi x tiến tới 2 cộng. 1 trừ cho 2x trừ 3 nghĩa là trừ 2x. 1 cộng 3 là 4, nghĩa là trừ 2x cộng 4. Hai trừ x nhân cho 1 cộng căn 2x trừ 3. À, khi đó bên dưới của mình liêm x tiến tới 2 cộng, mình có thể thấy là khi mình đặt trừ 2 ra thì trong ngoặc nó sẽ là x trừ 2. Tương tự dưới đây, 2 trừ x mà muốn thành x trừ 2 thì mình đặt dấu trừ ra, x trừ 2 nhân cho 1 cộng căn 2x trừ 3. Rồi, ở cả tử và mẫu đều có trừ của x trừ 2 thì cô sẽ rút gọn cả tử và mẫu cho trừ x trừ 2. Thì cái đó, kết quả cuối cùng của mình sẽ là liêm x tiến tới 2 cộng 2 chia cho 1 cộng căn 2x trừ 3. Rồi, mình muốn tính ra đáp án giới hạn của mình thì mình thế 2 vào trong cái biểu thức này, thì khi cô thế cô sẽ ra là 1. Rồi, bây giờ bước cuối cùng sẽ là tính liêm khi của fx khi x tiến tới 2 trừ. Rồi, khi x tiến tới 2 trừ nghĩa là x bé hơn 2. Thì x bé hơn 2 thì fx sẽ bằng x bình trừ 3, là liêm của x bình trừ 3. Bài này thì mình hoàn toàn có thể thế 2 vào. 2 bình trừ 3 là 1. Rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy là liêm fx khi x tiến tới 2 trừ bằng 1. 2 cộng cũng bằng 1 và f2 cũng bằng 1. Cho nên là mình có thể dễ dàng suy ra là hàm số này liên tục tại x0 bằng 2. Rồi vì liêm fx khi x tiến tới 2 cộng bằng liêm fx khi x tiến tới 2 trừ bằng luôn f2 bằng 1. Nên thì mình sẽ kết luận là hàm số liên tục tại x0 bằng 2.
Rồi bài 2 yêu cầu mình tính đạo hàm của các cái hàm số sau. Rồi mình bắt đầu tiến hành sửa câu A. Y bằng 2x mũ 3 chia 3 cộng x bình trừ 3x cộng 3. Rồi cô nhắc lại công thức. Công thức đạo hàm của x mũ alpha thì sẽ bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Rồi chúng ta áp dụng công thức mình làm thôi. Y phẩy x mũ 3 thì đạo hàm sẽ là 3 nhân x bình. Đây, 2 nhân cho 3x bình chia 3. Đó. X bình thì đạo hàm là hạ mũ xuống xong trừ đi. 2x trừ 3x đạo hàm trừ 3. 3 là hằng số nên đạo hàm nó sẽ ra 0. Mình rút gọn. Rồi, 2 nhân 3 là 6, 6 với 3 là 2. Vậy là 2x bình cộng 2x trừ 3. Câu B. Y bằng 5x cộng 9 nhân cho căn x bình trừ 4x cộng 7. Rồi nhắc lại công thức. Đạo hàm của U nhân V sẽ là U phẩy nhân V cộng cho V phẩy nhân U. Đó. Thì cái đó 5x cộng 9 nó sẽ là U. Còn căn của x bình trừ 4x cộng 7 nó sẽ là V. Đây, y phẩy u phẩy nhân v là 5x cộng 9 mà đạo hàm là sẽ là 5. 5x cộng 9 là 5, 9 đạo hàm là 0 là 5 nhân cho căn x bình trừ 4x cộng 7 cộng cho v phẩy nhân u. U của mình là 5x cộng 9 giữ nguyên. V của mình là căn x bình trừ 4x cộng 7 mà căn u thì đạo hàm của nó sẽ là u phẩy chia cho 2 căn u. Hai căn u trước, mình ghi hai căn u trước. Hai căn của x bình trừ 4x cộng 7. U phẩy là trong trong căn đó. X bình đạo hàm ra 2x trừ 4x đạo hàm ra trừ 4, rồi 7 đạo hàm ra là 0. Là rút gọn. Bên đây giữ nguyên 5 căn x bình trừ 4x cộng 7 cộng cho 5x cộng 9. Ở đây có thể rút số 2 ra nè, thì trong mặt nó sẽ còn x trừ 2. Số 2 này chia cho số 2 bên dưới luôn, thì trong bên dưới nó sẽ chỉ còn một cái căn thôi, x bình trừ 4x cộng 7. Rồi câu C là sin x trừ cos x chia cho sin x cộng cos x. Thì ở đây đạo hàm của mình sẽ là đạo hàm phân số u chia v 7 thì sẽ là bên dưới nhớ nó sẽ là ra v bình nè, ở trên sẽ là u phẩy nhân v trừ nha v phẩy nhân u, nó khác với phép nhân nha. Phép nhân là u phẩy v cộng v phẩy u, còn phép trừ phép chia đó sẽ là u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân u chia cho v bình. Rồi, nhắc thêm công thức đạo hàm của sin x. Sin x mà đạo hàm sẽ là cos x. Còn cos x thì đạo hàm sẽ là trừ sin x. Thì đó y phẩy của cô. À, u ở trên tử là u với mẫu là v thì nó sẽ là v bình trước, đi v bình trước. Sin x cộng cos x tất cả bình. U phẩy nhân V sin x trừ cos x nhân V, mình ghi nhân V trước. U phẩy sin x đạo hàm nó sẽ ra cos x trừ cos x đạo hàm sẽ ra cos x đạo hàm ra trừ sin x thì trừ cos x sẽ đạo hàm ra sin x, vậy là cos x cộng sin x. Rồi bên đây tương tự trừ v phẩy nhân u, v phẩy của mình là cách mẫu nè, sin x thì đạo hàm ra cos x. Cos x đạo hàm ra trừ sin x. Rồi nhân cho u sin x trừ cos x. Bằng sin x mà cộng cos x nhân cho sin x cộng cos x thì ra là sin x cộng cos x tất cả bình. Sin x cộng cos x tất cả bình. Ở bên đây mình thấy là cos x trừ sin x với sin x trừ cos x nó đang ngược nhau, cho nên mình đổi nó giống nhau nó sẽ ra hàm đẳng thức.
Cho nên là cô sẽ đẩy dấu trừ này vô trong bên này. Dấu trừ này sẽ đẩy vô trong bên này. Thì bên ngoài nó sẽ thành dấu cộng. Cộng cho sin x cos x thì sin x cos x nhân cho sin x cos x sẽ ra sin x cos x tất cả bình. Bên dưới nó sẽ là sin x cộng cos x tất cả bình. Giờ mình sẽ khai triển hằng thức ra nè. Sin a cộng b tất cả bình là a bình trừ 2ab cộng b bình, thì nghĩa là sin bình x cộng 2 sin x cos x cộng cos bình x. Bên đây cũng tương tự, a trừ b tất cả bình là a bình trừ 2ab cộng b bình. Mình cũng có thể thấy là hai sin x cos x với trừ hai sin x cos x này đang hữu nhau rồi, cho nên nó sẽ còn là hai sin bình x cộng hai cos bình x, đặt số 2 ra luôn. Cos bình x chia cho sin x cộng cos x tất cả bình. Mình nhớ công thức là sin bình x cộng cos bình x thì sẽ ra một, cho nên mình 2 nhân cho 1 thì là 2 luôn. Rồi, thì đáp án cuối cùng của mình là 2 chia cho sin x cộng cos x tất cả bình. Rồi, bài 3. Bài 3 cho yêu cầu cho một cái đường cong C có phương trình là y bằng x mũ 3 trừ 7x cộng 1. Mình thấy còn mình viết phương trình tiếp tuyến C, biết rằng cái tiếp tuyến nó đang song song với đường thẳng y bằng 9x trừ 15. Rồi, thì giờ cô sẽ gọi delta là tiếp tuyến cần tìm. Rồi, các bạn lưu ý, khi mà tiếp tuyến song song với đường thẳng D y bằng 9x trừ 15 thì cái hệ số góc của delta nó cũng bằng luôn hệ số góc của D. Rồi. Cô sẽ gọi K là hệ số góc của delta. Thì khi đó vì là delta nó song song với D nên K bằng 9, nó bằng luôn hệ số góc. Rồi, nhắc đến tiếp tuyến thì mình phải nhớ đến tiếp điểm, thì phải gọi gọi x0 là hoành độ của tiếp điểm mình cần tìm. Rồi các bạn, khi đó nhớ một cái công thức chính là f phải x0. Nó chính là hệ số góc của tiếp tuyến. Hệ số góc của tiếp tuyến. Tại cái tiếp điểm có hoành độ là x0. Mình đã biết là hệ số góc của tiếp tuyến là nó bằng 9 rồi. Giờ mình tính thôi f phải x0 là bao nhiêu. Sau đó mình thế vô mình sẽ tìm ra được x0. Bây giờ fx của mình y bằng fx. Nó chính là cái phương trình của đề bài nè. X mũ 3 trừ 3x cộng 1. Thì khi đó là y phẩy. Nó chính là f phẩy x. Đạo hàm bình thường thôi. X mũ 3 đạo hàm là 3x bình. Trừ 3x đạo hàm là trừ 3. Thì khi đó là f phẩy x0. Nó là 3 thế 0 vào 3x0 trừ 3. Thì nó bằng 9. Giải phương trình tương đương 3x0 mũ 3 9 cộng 3 12. Đây là 3x0 mũ 2. Vậy thì x0 bình nó sẽ là bằng 4, thì cái đó mình có thể tính là được x0 bằng 2.
2x không bằng trừ 2. Rồi. Sau khi nếu tính được y0 rồi, cô sẽ tính luôn y0. Nếu y0 bằng 2 thì y0. Y0 của mình muốn biết là bao nhiêu thì thế lên phương trình của đề bài tính y0. Thế ở đây nè. Y0 của mình sẽ là bằng 2 mũ 3 trừ 3 nhân 3 thì trừ 3 nhân 2 cộng 1 bằng 3. Rồi nếu x0 mà bằng trừ 2 thì cũng thế lên luôn. Y0 bằng 1. Rồi bây giờ mình sẽ đi viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ là 2, 3 và điểm có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Phương trình tiếp tuyến delta delta 1 đi, tại điểm có tọa độ 2, 3 là rồi y của mình sẽ bằng f phẩy x0 nhân x trừ x0 cộng y0, nhớ lại công thức nha. Rồi thế vào thôi, f phẩy không bằng 9 rồi, x trừ x0, x0 là 2, x trừ 2 cộng y0 là 3 thì sẽ là 9x trừ 18 cộng 3 là 9x trừ 15. Tiếp theo, phương trình tiếp tuyến delta 2 tại điểm có tọa độ trừ 2 trừ 1 là thì y nó sẽ là f phẩy x0 nhân x trừ x0 cộng y0 luôn là bằng 9 nhân cho x cộng 2 trừ cho 1 là bằng 9x cộng 18 trừ 1 là bằng 9x cộng 17. Rồi ở đây mình phải so sánh coi hai cái tiếp tuyến này nó có một tiếp tuyến này nó bị trùng với cái đường thẳng D không. Mình loại đi, thì đây 9x trừ 15 mình thấy cái đường thẳng này nó sẽ bị trùng nè, mình mới loại nó đi, tại vì đề bài kêu là song song thôi chứ không có kêu trùng. Rồi nhận thằng này à, tiếp theo mình sẽ đến bài 4. Đề bài yêu cầu là quãng đường chuyển động của một chất điểm được biểu diễn bởi công thức ST thì nó bằng T mũ 3 trừ 3T bình trừ 9T cộng 12. Thì T tính là giây và S tính bằng mét. Thì S là quãng đường. Người ta kêu mình xác định vận tốc tức thời. Tức thời. Của và gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm T. Rồi cô nhắc lại. Vận tốc tức thời chính là VT. Còn gia tốc tức thời chính là AT. Và hai cái này tính như còn bằng công thức nào. Bạn nào không nhớ thì có lẽ lật cái sách giáo khoa. Cái phần mà ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2 đó, mình có thể thấy là vận tốc tức thời T của chuyển động là VT thì sẽ bằng S phẩy T, S phẩy T. Nghĩa là đạo hàm của quãng đường. Rồi, còn mà gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm T thì nó chính là đạo hàm cấp 2 của quãng đường. Rồi, khi đó mình tính như bình thường thôi, VT bằng S phẩy T, S phẩy T đạo hàm 3T bình, T mũ 3 đạo hàm 3T bình. T bình đạo hàm là 2T, 2T nhân với trừ 3 là trừ 6T. Trừ 9T đạo hàm, trừ 9, 2 đạo hàm là 0. Rồi, AT là S phẩy phẩy T, như đạo hàm cấp 2. Nghĩa là lấy đạo hàm cấp 1, đạo hàm thêm một lần nữa. T bình thì đạo hàm là 2T, 2T nhân 3 là 6T. Trừ 6T đạo hàm là trừ 6. Đó, nhìn là xong. Rồi, câu B nó kêu mình tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu. Vận tốc bị triệt tiêu nghĩa là khi đó VT nó sẽ bằng 0. Và VT mình tính ra bằng gì? Là bằng 3T bình trừ 6T cộng 9. 6T trừ 9. Rồi, thì mình giải T như bình thường thôi. Thì cái đó cô rút số 3 đi thì T bình trừ 2T cộng 3 nó sẽ bằng 0. Tương đương. Đây mình giải như bình thường thôi. T bình trừ T trừ 2T cộng 3 bằng 0. Tương đương với việc T nhân T trừ 1
Rồi tương đương mình bấm máy tính như bình thường thôi. Tay bình trừ 2 tay cộng 3 bằng 0 là phương trình bậc 2. Rồi tương đương. Khi đó thì 3t bình sẽ trừ 6t trừ 9 bằng 0. Rút số 3 đi. Thì là t bình trừ 2t trừ 3 bằng 0. Thì t của cô khi đó nó sẽ bằng 3. 2t bằng trừ 1. Thì thời gian thì không thể nào là âm được cho nên trừ 1 lại. Thì t của mình nó sẽ bằng 3.